Hôm nay kênh Tiếng Vọng được một người quen cũ mời đến quán cà phê Đồng. Cà phê Đồng là Đồng Tiến Việt, phóng viên của truyền hình Cáp. Anh đã cùng tôi làm bộ phim lịch sử Trận Cầu Đoàn Tụ. Rồi chúng ta sẽ gặp Đồng Tiến Việt ơi. Chú. Xin chào. Chào chú. Lâu lắm mới gặp. Khỏe không chú? Chú khỏe. Cháu vẫn theo dõi Tiếng Vọng đấy. Chú cũng biết là có cà phê Đồng nhưng mà bây giờ anh mới mời tôi mới đến. Không gian rất là đẹp. Không gian đẹp, cây cối đẹp. Cảm ơn chú. Mấy khi được mời chú đến cà phê với bọn chú cháu. Là một người rất yêu cây và nói thật, nhìn cái khung cảnh này chú sẽ tặng cháu hai cây ký đá đàng hoàng. Dạ. Bởi vì ở nhà chú bây giờ không có không gian cho cây nó sống. Dạ, cháu cảm ơn. Ta chăm một cái cây để nó chết đi thì rất là tiếc. Vâng, đúng cho rồi. Nên là chú tặng cháu nhá, dạ, hai vâng. cây nhá. Cháu cảm ơn nhá. Ở đây là cháu sẽ chăm sóc. Dạ. VTV Cáp với chương trình Góc Khuất của Đồng Tiến Việt chưa? Rất ấn tượng. Nói về góc khuất của bóng đá, những cái chuyện khó nói, những cái thâm cung bí sử. Dạ. Đó là một chương trình khá là ấn tượng. Nhưng mà tất nhiên mọi cái game show nó cũng có những cái giai đoạn của nó. Dạ. Kỷ niệm về giai đoạn đó là như thế nào? Thực ra thì cái góc khuất là một cái chương trình mà đến bây giờ cháu nghĩ rằng nó là một chương trình ấn tượng của VTV. Ấn tượng, rất ấn tượng. Đi tác nghiệp ở rất nhiều tỉnh, rất nhiều sân vận động, rất nhiều người nhận ra cái chương trình góc khuất đấy và đều chia sẻ là họ rất thích. Đó là một cái chương trình bọn cháu thai nghén phải đến 2 năm trước khi bấm số đầu tiên. Cái số đầu tiên cháu vẫn nhớ đó là số với Lê Quốc Vượng. Và để thuyết phục Vượng lên tham dự cái chương trình góc khuất đấy, cháu phải về Vinh 3 lần nhậu say bí tỉ với Quốc Vượng để anh em tin tưởng thân thiết nhau. Đến 4 tháng trời thì mới có số đầu tiên. Và sau khi số đầu tiên đấy được bấm máy, được phát sóng thì dần dần các số tiếp theo mọi người đều hiểu rằng góc khuất không phải là nơi để mà mình bới móc ra những cái điều nó không hay ho về bóng đá Việt Nam, mà đó là nơi mà cho những người trong cuộc người ta chia sẻ để cho khán giả tiếp cận gần gũi hơn với một góc nhìn của những người ở trong cuộc, với những suy nghĩ người trong cuộc. Và dần dần thì phải hơn 20 nhân vật của góc khuất đã lần lượt lên sóng và chia sẻ rất nhiều những vấn đề bóng đá Việt Nam. Và tôi tin rằng là với một ai đó có trách nhiệm mà người ta xem đầy đủ, người ta sẽ hình dung ra được cần phải làm gì để cho bóng đá Việt Nam nó phát triển. Chú cũng rất ấn tượng với chương trình về bác Lê Thụy Hải. Dạ. Một người gai góc, một người có những đó. Chương trình hay rồi, nhưng tất nhiên để làm được những chương trình góc khuất nó có hay và ấn tượng ấy, thì phải có nhân vật. Riêng số chú Lê Thụy Hải bây giờ chú mất rồi. Đấy là một cái chương trình mà cháu tin rằng nó ấn tượng nhất của góc khuất. Bởi vì như chú nói, đầu tiên là nhân vật đã hay rồi. Và cái cách chú Hải Lơ nói chuyện cũng rất là cuốn hút. Thực ra cái thành công của góc khuất nó không phải đến từ bản thân cháu hay là bản thân những người thực hiện chương trình, mà đến từ chính khách mời. Họ chia sẻ, họ có những câu chuyện nó thực sự là chạm vào lòng người, những câu chuyện nó thực sự là gây cho người ta cảm thấy ngỡ ngàng. Ủa, tại sao bóng đá Việt Nam nó lại như thế à? Hoặc là có những câu chuyện như thế sao? Và chỉ những người trong cuộc khi người ta thẳng thắn, người ta chia sẻ thì mình mới biết được những câu chuyện nó thực tế như thế nào. Và thực ra cháu chỉ một người làm cầu nối để dẫn dắt khán giả đến với lại nhân vật mà thôi. Chứ cái chương trình góc khuất đấy hay là bởi nhân vật là chính chưa ạ? Hay chứ. Với lại nói về bóng đá, dạ, rất nhiều người không thích bác Lê Thụy Hải, nhưng rất nhiều người yêu. Nhưng chú nói với Việt điều này, bóng đá nó phải có cá tính. Chắc nó chắn phải rồi. Có chắc chắn rồi. Thế mình có một kỷ niệm vui kể không quên mất nhé. Dạ. Cái thời mình đá bóng thì muộn thôi. Dạ. Nhưng mà khi bác Lê Thụy Hải đá với đội Quân khu Thủ đô tại sân Hàng Đẫy, bác Lê Thụy Hải thì cũng có một cái răng khểnh giống Đồng Tiến Việt này. Dạ. Cũng có một nụ cười ngạo mạn và kiêu căng. Rồi, đá thì nghệ sĩ không bao giờ đá láo người khác. Dạ. Thế bỗng một hôm đội Quân khu Thủ đô có một cầu thủ trẻ non mà. Dạ. Thế mới đá láo bác ấy. Bác cười khẩy trong bọc đồ nhà quê. Thế anh chàng kia thì nhà ngay cạnh Ngầu Gươm, thấy đại ca chửi mắng mình như thế, ức quá không biết làm thế nào. Bảo em mà nhà quê, em ở ngay Hồ Gươm, còn bác ở tận trong Hà Đông. Như thế là, đấy là cái kỷ niệm. Nói chung mọi người trong cái đối đầu bóng đá với nhau ấy,
cùng với bác Lê Thúy Hải thì thì cũng bực thật đấy, nhưng ra ngoài đời tất cả mọi người đều rất yêu quý và tôn trọng bác Hải. Hôm chú Hải mất, lúc ấy cháu đang đi xuyên Việt, và lúc ấy cháu nhớ không nhầm thì cháu đang ở An Giang ở miền Tây, đi xuyên Việt bằng xe máy chú. Thì cháu có viết một bài cho Sport mà cháu có nói rằng là cái hình ảnh của chú Hải trong mắt mọi người nó đến từ những cách tiếp cận khác nhau. Ví dụ với những cầu thủ trực tiếp làm việc với chú Hải, được chú Hải hướng dẫn và chăm sóc thì người ta cảm giác chú Hải như một người cha vì quyền lợi cầu thủ. Với những người không theo dõi trực tiếp hoặc là không tiếp xúc trực tiếp với chú Hải, những người theo dõi chú Hải qua truyền thông chỉ nhìn thấy những gì mà chú phát ngôn thôi, báo chí đưa tin thôi, thì thấy chú Hải là một huấn luyện viên ngạo mạn hoặc là một huấn luyện viên kiêu căng. Đấy là cái góc nhìn của những người mà không được tiếp xúc trực tiếp. Còn với những huấn luyện viên thì thậm chí người ta cảm thấy biết ơn, bởi vì chú Hải là người đầu tiên là đòi quyền lợi cho huấn luyện viên. Bởi vì sao? Cầu thủ được lót tay cả tiền tỷ thì ông huấn luyện viên gom những cầu thủ hàng tỷ đồng đấy về để tạo ra một đội bóng mạnh thì cũng phải được lương xứng đáng chứ, được lót tay xứng đáng chứ, đúng không ạ? Chúng ta vừa nhắc đến một nhân vật, bác Lê Thụy Hải. Dạ. Nhớ, thương, và đó là một tài năng. Dạ. Một người đi qua làng bóng đá Việt Nam để lại rất nhiều dấu ấn sâu đậm. Nếu bây giờ chúng ta hãy nói về V-League hôm nay. Dạ. À, nói thật với Việt, chuyện này nó cũng nhạy cảm và tế nhị nhé. Dạ. À, gần đây nhà văn Phạm Lưu Vũ có viết một tiểu thuyết rất hay là Ván Cờ Ba Họ. Ván Cờ Ba Họ nói về họ Lê, họ Trịnh, họ Nguyễn. Vâng. Thế nhưng mà vận dụng vào V-League năm nay, rất nhiều người nói với chú rằng cũng có một ván cờ ba họ trong V-League năm nay. Đó là Công An Hà Nội, đó là Thép Xanh Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai, tất cả đều có dấu ấn của Bầu Thụy. Đúng rồi. Đúng không ạ? Dạ, thực ra cái này thì với những ai hiểu và biết về những cái chuyện hậu trường liên quan đến V-League thì mọi người đều hiểu rằng là cái bầu sữa lúc này đang nuôi ba đội bóng đó đều đến từ Bầu Thụy. Đó. Và cái cách mà các đội bóng này luân chuyển nhân sự từ huấn luyện viên, cầu thủ, chúng ta cũng biết, hóa ra đây là cái câu chuyện nội bộ của ba đội bóng thôi, chứ cũng không phải là xuất phát từ cái nhu cầu của từng câu lạc bộ hoặc là cái thị trường chuyển nhượng đâu. Và thực sự thì sau thời Bầu Hiển nuôi ba đội bóng là Quảng Nam, Đà Nẵng và Hà Nội, thì bây giờ đến Bầu Thụy với ba đội bóng Thép Xanh Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai và của Hà Nội, nó cho thấy rằng là bóng đá Việt Nam của mình thực sự vẫn chưa tự sống được. Đúng rồi, không, chúng ta phải thông cảm. Tất nhiên cái người góc nhìn bóng đá mỗi người một khác. Và ngày xưa Bầu Đức thì cũng gọi là mắng hay là chê nghiền là ba đội liên quân ai mà vô địch được, đúng không? Ba ông béo ấy. Thế nhưng nếu không có Bầu Đức này, không có Bầu Hiển này, không có Bầu Thụy này, thì bóng đá chúng ta sẽ ra sao? Đúng vậy. Thì có lẽ trong cái hoàn cảnh mà bóng đá, nền kinh tế chúng ta chưa nuôi được thì đành phải chấp nhận thế thôi. Vâng. Đúng không? Cái đấy thì có lẽ mình phải chấp nhận thôi. Ừ. Bởi vì thực ra thì ở bên nước ngoài nó cũng có những trường hợp như vậy. Nhưng các cái giải đấu nó đều có những cái quy định để cho khi những đội bóng mà cùng một nhà tài trợ, cùng một ông chủ đối đầu với nhau ấy, thì nó sẽ phải có những cái ràng buộc như tất thế nhiên nào? Có luật, có điều lệ. Đúng và rồi. Bầu Hiền cũng đã lách luật, nếu trẻ hoe ra bảo tôi cho tiền SHB Đà Nẵng, có đâu, người khác cho chứ không phải ông ấy. Thế đến hôm nay Bầu Thụy cũng thế, nhưng cái ván cờ ba họ năm nay nó lộ liễu hơn cái ván bậc cờ ba họ những năm xưa. Dạ. Thì có nhiều người xem bóng đá có nói với tôi rằng Công An Hà Nội vô địch rồi, việc ấy xong, năm nay là Thép Xanh Nam Định có thể, bởi vì đã được đầu tư. Và cách đây hai hôm tôi đã đọc được báo trên mạng một bài báo là Hoàng Anh Gia Lai sẽ trỗi dậy vào năm sau, và họ tuyên bố là họ sẽ lấy tất cả các ngôi sao cũ của họ từ Xuân Trường Văn Toàn về hết. Dạ. Cái đó chuyện đầu tư là chuyển nhượng sau kết thúc mùa giải, và biết đâu mùa sau Hoàng Anh Gia Lai vô địch thì sao, mà cũng tốt thôi. Tôi cũng thực sự mong muốn cái lứa cầu thủ ngày xưa rộ lên U19 đấy, cái lứa đấy cũng phải có một danh hiệu xứng đáng. Dạ. Đồng ý không? Vâng. Chúng ta cùng chờ xem nhé. Dạ. Nhưng dĩ nhiên là cháu tin là các đội khác ở V-League, những đội bóng khác
những đội cũng được đầu tư, họ sẽ không để điều đấy diễn ra một cách dễ dàng. Đúng rồi. Và nó sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh. Cho nghĩa là khi mà mình theo dõi bóng đá, có những cuộc đua như thế, nó sẽ rất là hấp dẫn. Nói tóm lại là mọi thứ nó cũng không phải là màu xám. Chúng ta vẫn có nhiều trận đấu rất hay, nhưng đòi hỏi mà nó trong sạch, nó đẹp như bóng đá nước bóng đá Anh thì chưa. Chúng ta phải chờ thôi. Dạ. Và chờ xem kết quả mùa sau thế nào. Xin cảm ơn đồng Tiến Việt đã dạ. cùng với chú trao đổi qua. Cháu phải cảm ơn chú chứ. Không, còn chưa nói chuyện chú với cháu còn cái mảng đi phượt nữa cơ. Hai phượt thủ, cháu cũng rất hay đi phượt và chú cũng vậy. Dạ. Một lần nữa thôi, chúc đồng Tiến Việt và gia đình mạnh khỏe dạ. và mọi việc nó hanh thông. Dạ, cháu thì chúc chú tuổi này rồi chú ạ, phải duy trì sức khỏe là điều tốt nhất, và để có sức khỏe tận hưởng đam mê của mình, dạ. đam mê của những phượt thủ chúng ta. Dạ, dạ cảm ơn chú nhiều.